Căng bạch Mã Tiên Phát xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2023. Mã Tiên Phát xin chia sẻ hình ảnh hoàn thiện của hai bộ phổi ngựa bạch mà Mã Tiên Phát thực hiện sơ chế vào ngày 11 tháng 4. Đây là một bộ phổi nguyên. Mã Tiên Phát ngâm ở bình to. Và bốn bình nhỏ này là một lá phổi Mã Tiên Phát chia làm bốn. Thì cái bình nhỏ này sẽ để cho khách trải nghiệm lần đầu hoặc là làm quà tặng, quà biếu sẽ thuận tiện hơn. Đấy. Còn bình to này thì ai đã dùng rồi thì sẽ lấy bình to luôn. Vì một lần mua, vì cái phổi này ngâm thì phải đủ 100 ngày trở ra mới dùng được. Đấy, mà mùng một bình to thì dùng trong thời gian khá dài. Thì hôm nay Mã Tiên Phát xin được bàn giao cho anh Dương. Anh khách quen là anh Dương, anh ở viện thiết kế của Tổng cục Hậu cần. Anh mua một bình nhỏ anh làm quà tặng cho chị cùng cơ quan. Về công dụng cũng như cách dùng của phổi ngựa bạch thì Mã Tiên Phát xin chia sẻ cho quý cô chú và các anh chị ai chưa lắm được. Về phổi ngựa bạch thì về tác dụng thì phổi ngựa bạch có tính hàn, vị nhạt, không có độc. Có tác dụng là giảm đờm, giảm ho, làm mát phổi. Còn mật ong thì là một kháng sinh tự nhiên. Có tác dụng chống viêm rất tốt. Sự kết hợp tài tình giữa hai vị thì tạo lên một cái vị thuốc từ dân gian điều trị cho người bị đường hô hấp và phế quản rất tốt. Về cách dùng thì sau khi phổi ngựa bạch đã ngâm đủ 100 ngày trở ra, chúng ta có thể dùng được. Và với liều lượng người lớn thì dùng 2 lần buổi sáng trước khi thức dậy và buổi tối sau khi đi ngủ. Với buổi sáng có thể dùng với nước ấm, một thìa cà phê và 200ml nước ấm. Và buổi tối sau khi trước khi đi ngủ, chúng ta ngậm một thìa cà phê trong họng, cứ để nó tan đều trong họng. Với người đã có triệu chứng hoặc là đang bị đường về đường hô hấp thì có thể tăng liều lượng lên. Khi ho có thể ngậm như ngậm siro. Thay vì mình ngậm bên ngậm thì mình ngậm một thìa cà phê nhỏ của mật ong này và dung dịch mật ong phổi này thì cái cổ họng mình sẽ dịu lại và mình sẽ mát dịu cổ họng lại. Với trẻ nhỏ thì từ 2 tuổi trở lên có thể sử dụng được. Với liều lượng thì sẽ là bằng 1/2 của người lớn. Đấy. Trên đây là cách sử dụng cũng như cách dùng công dụng của phổi ngựa bạch. Thì quý cô chú và các anh chị, nếu ai quan tâm đến sản phẩm phổi ngựa bạch ngâm mật ong của bên gia đình Mã Tiên Phát thì xin liên hệ theo số hotline 0769 53 88 88 để được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm. Ngoài sản phẩm phổi ngựa bạch thì Mã Tiên Phát còn có cao ngựa bạch, cao mèo. Quý cô chú và anh chị quan tâm sản phẩm nào thì hãy liên hệ cho Mã Tiên Phát để được tư vấn nhiều hơn. Xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Kính chúc quý cô chú và các anh chị thật nhiều sức khỏe.